quanh mình kìa. Đây là cái công viên ở trước cửa Dinh Độc Lập. Đó, rất là cái cổ thụ và mát, mát mẻ mà sạch sẽ nhá. Thế còn đây, trước mặt là đây là cái nhà thờ Đức Bà đây. Và có lẽ họ đang tu sửa hay sao ấy. Họ dựng một cái hàng rào nhôm. Chứ bình thường ấy, nó là tiếp giáp với đường phố và nó không có hàng rào. Đây là bên hông của nhà thờ Đức Bà. Mình sẽ vòng qua đằng trước. Vòng qua đằng trước này. Vỉa hè của cái phố này cũng rất rộng. Mình đã xem cái câu chuyện về cái chuyện là nhà thờ Đức Bà này. Bên công giáo họ đã đấu thầu. Chính quyền thời đó là chính quyền thuộc địa. Họ tổ chức đấu thầu cái mảnh đất này. Thì ba lần đấu đi đấu lại thì đều là bên công giáo trúng. Và trên cơ sở đó họ xây cái nhà thờ này. Do kiến trúc sư của Pháp thiết kế, đúng rồi. Lần trước anh Minh Nguyễn đi qua đây thì nó chưa sửa chữa thì nó không dựng cái hàng rào này. Bây giờ nó đang sửa chữa, mình sẽ dựng cái hàng rào này. Bây giờ mình phải chịu nắng để mình đi qua bên kia, mình chụp ảnh. Đây. Đây lấy cả này đi. Sang bên kia. Đấy, lấy cả cái bưu điện bên kia nhá. Ừ. Lấy cả nhà thờ bên kia nhá. Ừ. Thế bỏ cái ô xuống đi. Đấy. Rồi. Rồi. Đi qua bên kia đi. Qua bên này để mình chiếu thẳng xuống cái nhà thờ. Thật nhá. Tuy họ đang sửa chữa. Đấy. Nhà thờ Đức Bà trên một cái khuôn viên thẳng trên mặt phố luôn. Không có một cái hàng rào hay một cái gì ngăn cách cả. Rất là đẹp. Nhà thờ ra. Là bây giờ là không được làm lễ. Hồi đó làm lễ rồi. À cái này không làm lễ à? Bình thường nếu mà tu sửa xong thì đến chủ nhật có làm lễ cho giáo dân không? Không. Thế à? Xây thì thôi. Xây thì thôi. À. Còn sinh hoạt ở giáo xứ thôi. À. Hôm nay mới biết cái chuyện đấy. À, đây có tượng Thánh Maria này, tức mẹ Maria. Nhìn ra đằng trước nhà thờ. Tớ cứu. Em ơi, một số giáo dân họ đang khoanh tay, họ cầu nguyện đấy. Tượng Đức Mẹ Maria. Không phải đến giờ mà họ có dịp, họ đến đây họ có dịp máy bay phản lực, máy bay chiến đấu, chim bồ câu nó ở đây này. Tượng là Đức Mẹ Maria đó. Con chim này, con chim ốm rồi, vì không chắc là lúc nãy mình có bấm nhầm không, cho nên bây giờ mình quay cái bưu điện thành phố Hà Nội, à, thờ bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, bưu điện Sài Gòn. Đây là toàn cảnh cái tòa nhà bưu điện này. Vì đây cái camera này, cái góc nó rộng cho nên mình nhìn nó như kiểu nó hai bên nó vén lại. Rất tiếc là hai bên nó có cái tượng đài. Tượng
đài này có lẽ là mới xây. À, ừ đúng rồi, có lẽ là cái tượng đài mới xây, mới làm. Và bưu điện thành phố ấy, thì nó nằm ở trên cùng một con đường với lại cái nhà thờ Đức Bà. Đây nhà thờ Đức Bà, cùng một con phố. Qua bên này là bưu điện thành phố. Ngọc Toàn, bưu điện nào? Đấy. Ta đang đứng ở bưu điện thành phố đây. Máy chụp chưa? Chụp rồi. Đây 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 đây. Thế này là có ảnh rồi. Có ảnh đẹp lắm rồi. Tân và bưu điện thành phố. Rồi. Hình như lúc nãy mình bấm nhầm, không quay được cái bưu điện thành phố. Quay gửi bưu phẩm bưu kiện chuyển phát nhanh này, rồi quầy hướng dẫn này, quầy đóng gói bưu kiện này, quầy bán vé máy bay đổi hộ chiếu, quầy gửi tiền tiết kiệm bưu điện bảo hiểm bưu điện, nhận trả chuyên tiền điện này, trả trợ cấp thất nghiệp bảo hiểm xã hội, các dịch vụ của bưu điện. Và cái sảnh bên ngoài này, thùng thư, các thùng thư gửi đi các nơi, quầy tem thư, điện thoại, thẻ viễn thông, đồng hồ các nước Moscow, Tokyo, Berlin, Seoul, Pretoria của Nam Phi, bản đồ. À, cái bản đồ này có lẽ là Nam Kỳ. Chết rồi, hiểu rồi. Đây là cái thuộc địa của Pháp, là Nam Kỳ, coi như một phần của nước Pháp đó. Còn đây là cái Sài Gòn, đây là các đồng hồ Washington, California, Paris, Canberra của Canada, London. Anh một bên là cái bản đồ của Sài Gòn, một bên là bản đồ của Nam Kỳ, tức là một cái nước của thuộc địa của Pháp. Như vậy cái bưu điện này là phần Nam Kỳ, thuộc phần Nam Kỳ của Pháp. Sau đó ta thấy cả Côn Đảo, ta thấy cả Phú Quốc, đảo Phú Quốc. Và chỉ tính địa phận Nam Kỳ thôi. Đó, đây là bưu điện Hồ Chí Minh, nơi đã gắn với rất nhiều các cái sự kiện quan trọng từ thời nước Pháp, thời thuộc Pháp, cũng như là thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.